người. Hôm nay Vivi sẽ làm một tô mì trà sữa trân châu full topping. Mời mọi người ăn cùng Vivi nhá. Món này đang hot rần, hôm nay Vi làm ăn thử nha. Vi sử dụng mì udon. Đó, Vi sẽ xếp bắp bò lên. Bắp bò nha mọi người. Là một tô mì full topping luôn. Vi sẽ cho trứng vào nhá. Vi sẽ cho trân châu vào nha mọi người. Món này là phải có trân châu nhá. Cho nhiều trân châu vào. Vi sẽ cho nước hầm xương vào nha. Nhân vật chính không thể thiếu đó là trà sữa. Cho một xíu nước mắm với hạt nêm vào cho nó đậm đà nha mọi người. Vị nó lạ lạ mọi người, nhưng mà ăn được. Để Vi ăn tới topping xem nha. Ăn mì trà sữa. Ăn thêm miếng nữa rồi nêu cảm nhận nha. Wow, không tệ, béo béo, chút gia vị đậm đậm đà đà, đó, ngon nhé. Trân châu. Thì thấy ngon nha mấy bạn ơi. Không tệ. Mùi trà thơm thơm, cộng thêm vị béo của sữa, mì thì cũng béo béo dẻo dẻo, thêm nước sốt nước hầm xương, nói chung là vị lạ nha mọi người. Vị lạ nhưng mà tôi thấy ngon lắm mọi người. Bắp bò chấm nước mắm. Chấm mắm ớt mọi người. Trứng. Chấm nước mắm luôn đi. No quá rồi, chắc là phải gọi người yêu vào ăn phụ. Làm thêm miếng trà sữa nữa.